Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực Tây Thái Bình Dương chứng kiến sự giảm mạnh của 3 điểm nóng, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, với tổng cộng 905.000 ca mắc mới. Hàn Quốc báo cáo 270.000 ca, giảm 23%. Trung Quốc báo cáo 255.000 ca, giảm 52%. Và Nhật Bản báo cáo 242.000 ca, giảm 68%. Tuy nhiên, màu đỏ và cam thể hiện số ca mắc mới tăng cao xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Á như Ấn Độ, Nepal, Myanmar, Indonesia, Philippines cũng như tại vùng phía Nam châu Âu và Bắc Phi. 23% quốc gia ở Tây Thái Bình Dương cũng thể hiện số ca mắc mới gia tăng, chủ yếu ở khu vực các đảo quốc. Tuy xét nghiệm không nhiều khiến số ca báo cáo chỉ vài chục nghìn, nhưng sự thay đổi về tỷ lệ thông qua các xét nghiệm giám sát thể hiện rõ làn sóng mới ở hai khu vực dịch tễ Đông địa Trung Hải và Nam Á với mức tăng 142% và 152% so với chu kỳ trước. Tại Nam Á, các ca COVID-19 mới tại Ấn Độ tăng cao nhất với tỷ lệ tăng 437% trong 24 giờ ngày 30 tháng 3, tổng cộng 3.016 trường hợp COVID-19 mới đã được ghi nhận tại quốc gia này, với số ca mắc mới tăng gần 40%. Trong khi đó, các nước như Pakistan, Iran, Ả Rập Xê Út, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Myanmar cũng mang màu đỏ trên bản đồ của WHO. Biến thể XBB.1.5 vẫn là dòng thể hiện tốc độ lây lan nhanh nhất hiện nay và tiếp tục chiếm đa số khi thể hiện qua các trình tự gen SARS-CoV-2 được giải mã giám sát và tổng hợp về cơ sở dữ liệu chung ghi SARS với tỷ lệ 45,06%. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 3, tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, mối đe dọa mà COVID-19 gây ra đối với toàn thế giới vẫn hiện hữu. Vào thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn đang trong tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu do dịch COVID-19. Ở mức độ toàn cầu vẫn đang trong tình trạng đại dịch, virus vẫn đang lưu hành. Mặc dù chúng ta đang ở trong một trạng thái tốt hơn nhiều so với kể từ khi bắt đầu đại dịch, nhưng mối đe dọa vẫn chưa kết thúc. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove cũng cảnh báo các hệ thống y tế cần tiếp tục duy trì cơ chế giám sát chặt chẽ để có thể theo dõi các biến thể đang lưu hành, đồng thời phát hiện những biến thể mới nhằm kịp thời tiêm chủng và giảm quy mô nhu cầu chăm sóc lâm sàng. Theo khuyến nghị mới được cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới, các mũi vaccine COVID-19 tăng cường tiếp tục được chỉ định cho người cao tuổi, bệnh nền nặng, suy giảm miễn dịch, người mang thai và nhân viên y tế tuyến đầu tiêm nhắc mỗi 6 đến 12 tháng tùy theo tình hình từng quốc gia và vùng lãnh thổ.